Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp lại nhau trong thời lượng của bản tin COVID. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin COVID. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bệnh viện Gò Vấp tạm ngừng khám bệnh do F3 thành F0 từng tới khám. Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt 4 cho Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP.HCM. Lần đầu tiên, Việt Nam có bản đồ chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM, mới đây, Bệnh viện quận Gò Vấp ngưng khám bệnh cho F3 từng tới bệnh viện vừa khám có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người này liên quan tới chuỗi lây Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Lãnh đạo Bệnh viện quận Gò Vấp TP.HCM xác nhận bệnh viện đang tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 từng đến bệnh viện khám tại khoa khám bệnh. Người này là anh LNAT, sinh năm 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM. Anh T là nhân viên văn phòng một công ty ở quận 5 và còn làm giao hàng bán thời gian cho một ứng dụng. Ngày 29 tháng 5, anh T đến bệnh viện quận Gò Vấp để khám sức khỏe. Anh T khai báo y tế không có các triệu chứng nghi ngờ và các yếu tố dịch tễ nên được vào khám ở khu khám bệnh. Sau đó, anh T rời khỏi bệnh viện lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày. Trước đó, ngày 25 tháng 5, anh T tiếp xúc với F2 liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, nên anh T được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm hôm ngày 31 tháng 5. Kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Đến 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6, qua truy vết, thông tin của bệnh nhân được báo về Bệnh viện quận Gò Vấp. Nhận được thông tin, Bệnh viện quận Gò Vấp lập tức dừng hoạt động khám bệnh ngoại trú, tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực phòng quán ngoại trú, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị nội trú, tổng cộng 587 mẫu. Hiện, toàn bộ mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Qua truy vết, có 18 nhân viên y tế là F1 của bệnh nhân này. Dự kiến vào ngày mai, ngày 4 tháng 6, bệnh viện sẽ tiếp nhận khám bệnh ngoại trú trở lại. Lãnh đạo bệnh viện thông tin. Như vậy, tổng số ca ghi nhận tại TP.HCM ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca đã được Bộ Y tế công bố, trường hợp còn lại đang chờ công bố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC cho biết, thành phố ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố trưa nay, 11 ca còn lại đang chờ công bố. Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp nhiễm mới, trong đó 28 người liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước. 28 trường hợp này phân bổ ở 11 quận huyện, cụ thể 2 ca ở quận 3, 1 ca ở quận 5, 1 ca ở quận 6, 1 ca ở quận 11, 1 ca ở quận 8, 4 ca ở quận Bình Thạnh, 3 ca ở Bình Tân, 1 ca ở Tân Bình, 12 ca ở Gò Vấp, 1 ca ở Phú Nhuận, 1 ca ở Hóc Môn. Có 2 trường hợp đang điều tra, xác minh nguồn lây gồm 1 trường hợp cư trú tại quận Bình Tân, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, 1 trường hợp cư trú tại thành phố Thủ Đức, đi khám bệnh tại Bệnh viện Đức Khang. TP.HCM có 530 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 267 ca điều trị khỏi, 262 ca đang điều trị, có 1 ca tử vong là bệnh nhân 5.463, con gái chủ quán bánh canh ở quận 3 cũng là bệnh nhân COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 91 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 12 ca được cách ly ngay, 79 ca lây lan trong cộng đồng. Trong 91 ca mắc mới, có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang, 79 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 58 ca, Bắc Ninh 10 ca, TP.HCM 11 ca. 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 1 tháng 6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 6 và ngày 2 tháng 6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 79 ca ghi nhận trong nước tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan tới công nhân làm tại các khu công nghiệp. 10 ca được ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, 7 ca liên quan tới ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan tới ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ đã được cách ly từ trước. Bệnh nhân 8.032 đến bệnh nhân 8.063 ghi nhận tại TP.HCM, 9 ca liên quan tới Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 2 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm 2 ngày qua của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 3.085 ca bệnh, số ca tử vong liên quan tới COVID-19 ở nước ta đến nay là 49 người.
Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 196 người có kết quả âm tính lần 1, 84 người âm tính lần 2 và 89 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine COVID-19 đợt 4 ưu tiên cho Bắc Ninh, Bắc Giang 50.000 liều mỗi địa phương, tiếp đến là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phân bố vaccine ngừa COVID-19 đợt 4, trong đó ưu tiên các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được Bộ Y tế phân bổ cho mỗi địa phương 50.000 liều, sau đó là Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Phòng. Tại quyết định do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, Bộ Y tế yêu cầu đợt vaccine sẽ tiêm chủng cho các cơ quan chính phủ, tập đoàn, tổng công ty, tổ chức quốc tế trên địa bàn và tiêm cho những người có nguy cơ là công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ngoài vaccine AstraZeneca, trong năm 2021, Việt Nam đã đàm phán để có thêm vaccine của Moderna 5 triệu liều, của Pfizer 31 triệu liều, 20 triệu liều vaccine Sputnik V. Mới đây nhất, hôm qua, Bộ Y tế đạt được thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine Sputnik của Nga. Với vaccine Pfizer BioNTech, Bộ Y tế sẽ cho biết sẽ làm việc với hãng về việc mua 31 triệu liều ngay từ tháng 10 năm 2020 khi đang thử nghiệm lâm sàng. Số vaccine này sẽ được cung ứng trong quý 3, 4 của năm 2021. Cụ thể, theo tiến độ quý 3, 15,5 triệu liều, quý 4, 15,5 triệu liều. Trước đó, Bộ Y tế đàm phán thành công 38,9 triệu liều vaccine COVID-19 qua nguồn COVAX. Trong đó, lô thứ nhất với 811.200 liều đã về đến Việt Nam vào ngày 1 tháng 4, còn lô thứ hai hơn 1.682 triệu liều sẽ về vào ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, Bộ Y tế đăng ký với COVAX để mua thêm vaccine COVID-19 theo cơ chế cùng chia sẻ chi phí. Nước ta cũng có 30 triệu liều vaccine của AstraZeneca. Trong đó, lô đầu tiên 117.600 liều về Việt Nam vào ngày 24 tháng 2, lô thứ hai về vào ngày 25 tháng 5 với 288.100 liều. Như vậy, trong năm 2021, Việt Nam có khoảng 120 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho người dân. Thưa quý vị, có 4 mức độ nguy cơ được các chuyên gia cụ thể hóa trên bản đồ chống dịch COVID-19, giúp từng địa phương chủ động đưa ra biện pháp đối phó phù hợp. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng các sự kiện y tế công cộng, là một trong những thành viên soạn thảo quy định này. Theo ông Phu, điểm mới của quy định này là bản đồ chống dịch được hình thành dựa trên các dữ liệu bắt buộc phải cập nhật từ cấp xã trở lên và dữ liệu được tập hợp từ nguồn có sẵn. Có 4 mức độ nguy cơ: bình thường mới, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc. Việc Bộ Y tế cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá giúp từng địa phương có thể chủ động xác định nguy cơ và đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp. Phó giáo sư Phu cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, chúng ta cần có đánh giá nguy cơ theo từng cấp độ đúng theo tình hình của các địa bàn, xã, huyện hoặc tỉnh. Ở cấp độ nào đó, địa phương sẽ có biện pháp ứng phó theo cấp độ đó, việc đánh giá dựa trên cập nhật của từng địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có một bộ phận chuyên đánh giá an toàn, cùng sức để đưa ra đánh giá chính xác hơn về dữ liệu được đưa lên bản đồ COVID-19, cập nhật trên trang nguycơ.antoancovid.vn. Trong đó, 4 mức nguy cơ bình thường mới, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao tương ứng với các màu xanh, vàng, cam, đỏ. Mục tiêu khi xây dựng quy định này phải rất dễ hiểu để bất kỳ ai nhìn vào, từ cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ đến chủ tịch xã hoặc người dân đều có thể biết được. Đặc biệt, dựa trên các tiêu chí cụ thể, trong một tỉnh, mỗi huyện, mỗi xã lại có những nguy cơ khác nhau. Chúng ta vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, không ngăn sông cấm chợ khi không cần thiết. Phó giáo sư Phu cho rằng, về cơ bản, các biện pháp chống dịch được dựa theo quy định của chỉ thị 15, 16 và 19 của chính phủ trước đây. Bản hướng dẫn này cụ thể hơn, đặc biệt áp dụng cho từng địa bàn. Các địa phương có thể thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn quy định để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Hoặc họ cũng có thể thực hiện ở phạm vi nhỏ hơn, không chỉ ở quy mô một xã mà một thôn, không chỉ cả phường mà một chung cư. Theo ông Phu, trong quá trình soạn thảo, việc xác định nguy cơ của từng địa bàn gặp rất nhiều khó khăn khi tình hình dịch luôn biến động.
không chỉ phụ thuộc vào số lượng bệnh nhân, khi dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, tình hình sẽ phức tạp hơn. Bên cạnh đó, nhóm soạn thảo cũng phải làm chính xác, đưa ra các mức nguy cơ đúng để đảm bảo không ảnh hưởng tới an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Lập bản đồ nguy cơ dự đoán bằng cách sử dụng dữ liệu du lịch dân cư, truy tìm và lập bản đồ quỹ đạo mối liên hệ của siêu lây lan trong không gian và thời gian. Những ứng dụng này được đánh giá là cần thiết để giúp người dân và chính quyền phát hiện các nguồn bệnh mới, động lực học và dịch tễ học, cũng như trong việc định hình chính sách ứng phó. Phó giáo sư Phu cũng cho biết, với quy định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các đơn vị phải tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch tương ứng với những nguy cơ được nêu ở trên. Riêng trường hợp áp dụng các biện pháp ở mức nguy cơ rất cao, toàn tỉnh, thành phố phải báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo các địa phương, bộ ngành liên quan phối hợp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế căn cứ tình hình dịch trên thế giới, trong nước và địa bàn từng tỉnh kịp thời khuyến cáo trường hợp nhận thấy cần áp dụng mức nguy cơ rất cao trên địa bàn toàn tỉnh mà tỉnh chưa báo cáo, Bộ Y tế chủ động bàn với tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ chủ động báo cáo, đề xuất phương án áp dụng mức nguy cơ cao hoặc mức nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn quốc. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi tới bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!